Con rồi ra đại học con. Chào thầy nào. Chào thầy, chào thầy. Hello teacher. Hello teacher. Ok. Chơi đi con. Ngồi xuống nhanh nào. Cái giờ rồi. Xong chưa? Sao mẹ? Rồi á thì con ngồi chờ chứ không có nghịch nữa nghe chưa? Nhập chút mưa xuống mưa giờ bị nước. Rồi. Rồi bảy em đi ra ngoài nào. Rồi. Kêu em đi ra ngoài nào. Lên dọn đồ chơi đi rồi ra chân á. Nghịch ít thôi nha. Nào, buổi trước thầy dạy học từ mới đã học chưa? Ừ? Thầy dạy con học từ mới con đã học chưa? Đúng rồi. Nghịch ít thôi. Để nó có thể bắt ra nữa nha. Mới có những từ mới nào? Để tôi có ứng hai đi nhé. Một hai đó. Em đi ra ngoài nha. Anh kêu rót ly nước cho. Dạ. Con bảo em con lần sau là anh học thì không được đi vào nha. Dạ. Nào, thầy hỏi từ mới của buổi trước có những cái gì nào? Dạ có chữ. Có những từ nào đọc mở vào? Học thuộc chưa? Hả? Con học thuộc chưa? Dạ. Con học thuộc chưa? Chưa. Thế thầy dạy như thế nào? 2, 3, 1. Hả? Thầy dặn như thế nào? Ừ? Thầy dặn con là về nhà học bài con đã học chưa? Dạ con không kỹ lắm rồi thầy. Thế bây giờ thầy kiểm tra nào? Có những từ mới nào? Thầy kiểm tra. Có những từ mới là Steel, Man, Chuck, Foot, Mouse. Chậm, rõ ràng. Human, woman, tit, feet, mice, 12, 8, 13. Now. Đọc lại nha thầy. Okay. Man, woman, tit, foot, mouse, pool, children, men, woman, thief, feet, mice, tail, eight, 13. Rồi. Ở trong những từ thầy cho con viết đúng không? Bài tập về nhà đúng không? Yeah. Ừ. Trước đó thì thầy đã đưa cho con quy tắc là khi nào thêm s, khi nào thêm es đúng không? Đúng không? Sau những từ nào thì thêm es, còn nhớ chưa? Hả? Thầy cho ghi có học không? Dạ còn nhớ. Thế vậy sau những từ nào thì thêm es? Dạ từ she hugged chữ sờ kết với chữ hờ. Oh. C and H. Nhớ chưa? Nhớ. Ờ vậy tại sao nào? Vậy tại sao từ woman và từ women của thầy đúng không? Thầy có thêm S không? Không. Thế tại sao con thêm S? Đúng chưa? Thầy cho con ghi rõ ràng hai cột đúng không? Dạ đúng. Thầy cho con ghi hai cột, một cột là số ít, một cột là số nhiều đúng không? Dạ. Đúng chưa? Thầy cho con ghi đấy là những danh từ bất quy tắc đúng không? Ở số nhiều. Đúng chưa? Và những danh từ đấy thầy có thêm S không?
Không. Vậy tại sao con lại thêm s? Có. Hả? Thầy có dạy con là những cái từ để con thêm s hay es không? Dạ không. Ờ vậy tại sao con thêm s với es? Có hiểu cái yêu cầu không? Có hiểu cái từ đấy không? Có hiểu quy tắc không? Yếu. Vậy thì nhớ cho thầy từ woman và từ women. Được chưa? Children không có s nha. Bởi cái kính nó có ngoại mà. Không tập trung đi đâu hết, tập trung nguyên vào đây cho thầy nhá. Thầy đang nói vấn đề bài học của con nhá. Bài tập của con được chưa? Rồi từ cuối cùng con mở vở ra. Cái từ cuối cùng của con ấy, con viết đúng hay con viết sai? Từ desk của thầy cho con là như thế nào hả? Con viết đúng hay viết sai từ desk? Mở vở ra xem từ cuối cùng. Từ desk con viết đúng hay viết sai? Hả? Dạ. Nói lại hồi nãy em con đừng có cứ. Bảo em con từ lần sau không được làm phiền nữa nhá. Thầy không hỏi nhiều như thế được nhá. Thầy đang bảo con nhìn vào cái từ cuối cùng ở trong vở của con, từ desk, con viết đúng hay viết sai? Sai. Nó sai ở chỗ nào? Ở chỗ. Nó sai như thế nào? Nó sai như thế nào? Nó sai như thế nào? Nó thừa mất một chữ ở đấy. Ở trong vở của thầy, ở trong trong bài thầy đưa cho con, nó có chữ C ở đấy không? Mà con thêm chữ C vào. Đúng chưa? Thầy cho con là D E S K. Thế tại sao con lại thêm chữ C vào trước chữ S và chữ K? Gạch đi viết lại cho thầy. Và từ đấy thêm S hay là ES nhỉ? Thêm S hay là ES từ đấy? Từ desk. S hay ES đây? S hay ES? Trắng màn hình trắng thầy. Thầy ơi màn hình nó trắng thầy ơi. Thầy đang hỏi. Màn hình nó trắng. Mẹ nó. Trắng kinh. Không thắc mắc, thầy đang hỏi. Mẹ. Quay vào đây. Đúng rồi. Có quay vào đây không? Bỏ cái cắn trong miệng ra. Cắn nhất rồi. Chắc hỏi con. Ủa màn hình sao nó trắng vậy? Thầy ơi, thầy chạy lại. Màn hình nó trắng nhất rồi. Chứ trên máy của mình nó đang bị lỗi mạng đấy ạ. Bây giờ là thấy rồi. Demo 1. When you need to. So now. Em vẫn đang để màn hình như này đấy. Chị thấy màn hình này của thầy rồi. Thầy chia sẻ bài tập cho bé thử chị xem nào. Nó vẫn chạy bình thường mà chị không có vấn đề gì cả. Chị vẫn nhìn thấy slide em chuyển đi đúng không ạ? Thấy nhưng mà nó hơi chậm, nó vâng, nó hơi bị lag. Cái này do kết nối internet rồi, cái này không có vấn đề gì. Con nó đang lười, nó đang bị nó định trốn, nó trả lời bài em đấy.
Không, hồi nãy là cái màn hình nó trắng nhách, nó không có cái gì luôn thầy ạ. Vâng, em bé em nó hỏi, nó không em hỏi, cái màn em hình hỏi bên chị là nó không thấy gì hết. Vâng, chị nhắc con là tập trung giúp em và chị nhắc bé nhỏ là hạn chế vào giúp em nhé. Rồi, ok thầy. Nào thầy hỏi lại một lượt cuối. Tập trung. Từ desk thêm s hay yes đây? Từ desk thêm s. Thế từ nào thì thêm yes? Con học tiếng Việt hả? Giờ này giờ tiếng Việt à? C-H-O-S-H. S H gì nữa? O O gì nữa? C H đọc rồi. C H rồi, S H rồi, O rồi, gì nữa? Từ nào nữa? Từ nào nữa? S và X, nhớ chưa? Nào, nay chúng ta vào unit 2. Chúng ta sẽ học về động từ to be và các đại từ có vai trò làm chủ ngữ, được chưa? Nào, chúng ta có các cái đại từ và động từ to be đi liền với nhau tạo thành một chủ ngữ, đó là I am và you are. Được chưa? Chủ ngữ I đi với động từ to be là gì? I đi với to be là gì? Am. You. Rồi. Đây chúng ta sẽ học về negative và question. Nó sẽ học về dạng phủ định và dạng câu hỏi, được chưa nào? Được chưa? Nó là một dạng phủ định và dạng câu hỏi với hai cái đại từ này, được chưa? Được. Nào, listen. Page 12, presentation. I am a ballerina. Con có nghe được không? Nghe được có xíu rồi. Nghe được không? Hồi nãy nghe được có xíu tắt rồi. Nghe được rồi thầy. Am I pretty? Yes, you are. I'm a bird. Nghe lại từ đầu nào. Page 12, presentation. Nghe được chưa? I am a ballerina. Am I pretty? Yes, you are. I'm a bird. You aren't a bird. I'm a bird. Ow! Are you okay? No, I'm not. Nghe được chưa? Nghe được cái đoạn hội thoại chưa? Được. Okay, nào. Ở đây chúng ta có quy tắc. Nào, không vẽ lung tung. Xóa đi. Nào, ở đây chúng ta có quy tắc hay là cấu trúc, đúng không? Ở dạng positive là dạng khẳng định, đúng không? Dạng khẳng định sẽ không có not, phủ định thì sẽ có not, được chưa? Được, được. Nào, chúng ta có dạng khẳng định là I am và you are.
viết tắt là I am và you are. Được chưa? Dạng phủ định thì chúng ta thêm not vào đằng sau. Chúng ta sẽ nói là I am not hay là I'm not. You thì sẽ là rồi con lấy thầy chứ thầy. Con tự ý đi đâu đấy hả? Hả? Thầy cho con đi chưa? Hả? Thầy cho con đi chưa? Thầy đã cho con đứng dậy đi chưa? Hả? Thầy đã cho con đi chưa? Thế tại sao tự ý như thế hả? Thầy nói như thế nào? Hả? Thầy nói như thế nào? Con phải xin thầy. Thế con xin chưa? Lần cuối cùng thầy nhắc nhá. Từ lần sau như này nghỉ luôn nhá. Từ giờ đến cuối giờ như này nhá. Chúng ta nghỉ luôn. Nào, dạng câu hỏi. Dạng câu hỏi chúng ta sẽ cho động từ to be lên đầu câu. Lúc này chúng ta sẽ cho am lên trước I. Are lên trước you. Kết thúc câu bằng dấu hỏi chấm. Được chưa? Chủ ngữ I thì đi với to be gì? Nói to rõ ràng, bỏ cái tay ra. Chủ ngữ I đi với động từ to be gì? You. Thầy bảo con nói to rõ ràng, không phải bảo con cầm cái mic lên con hét vào đấy nhá. Ngồi thẳng lên. Lát nữa thầy sẽ gửi cái này cho mẹ và chép ra bỏ, rõ chưa? Thiếu một từ nào chép lại 10 lần cho thầy nhá. Bỏ cái mic xuống, không phải cắn như thế. Nào, chúng ta sang phần thực hành luôn. Được chưa? Now, then write am or are. Look at the example. I am Dave. Vậy thì bây giờ viết cho thầy ba câu này xem là am hay là are ở đây. Nhìn kỹ xem nó là câu gì kia. Ừ? Câu gì đây? Câu gì? Seven. Câu gì mà có cái dấu gì đây? Chấm hỏi. Dấu hỏi chấm. Chứ không có ai nói dấu chấm hỏi cả. Vậy thì giờ dạng câu hỏi thì thầy đã nói rồi. Cho cái gì lên đầu câu? Cho cái gì? Cho cái gì lên? Cho
Động từ to be, nhớ chưa? Động từ to be ở đây có những động từ to be nào? Động từ to be đây là động từ nào? Là hai cái động từ nào kia? Hả? À, hai cái động từ nào thầy cho kia? Hai cái động từ nào đây? Rồi, thế bây giờ viết lại nhanh. Cho nhìn lại một lượt nữa cấu trúc này, nhìn thấy câu hỏi chưa? Nhìn thấy câu hỏi người ta viết như thế nào chưa? Dạ rồi. Chỉ có ba cái câu này thôi mà làm mất nhiều thời gian quá đấy. Ngồi thẳng lên. Không có ngồi nghiêm túc để làm bài được không? Hả? Có ngồi nghiêm túc làm được không? Cái mồm đâu? Này anh làm nhanh câu 3, câu 4. Mẹ ơi đứng gần rồi. Đứng cái gì? Sao lại xóa đi? Không xóa thầy. Có không xóa thì ai xóa? Không lẽ thầy xóa à? Sao mà thầy? Number two, you. Oh, not happy. Thầy bảo con bỏ cái mic ra khỏi như thế nhá. Không phải cắn nó nói to hét lên như thế. Number three. Number three. Are you happy? Number four. Am I seven? Đã biết cách làm chưa? Đã hiểu cách làm chưa? Hello. Now, let's write the short form. Bây giờ viết cho thầy ở dạng rút gọn giống như ví dụ ở đây được chưa?
Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu. Làm nhanh. Làm nhanh lên, thở dài đi thôi. Thầy đang cau lắm ở đấy nhá. Làm nhanh lên. Mẹ ơi, dấu phẩy trên đầu á Đào. Dấu phẩy trên đầu á. Không vô nó mày ho không cần biết. Thấy chưa? Làm nhanh nào. Con xong rồi thầy. Tắt cái nền đi nào. Ngồi thẳng lên. Dạ. Yeah. Ngồi thẳng lên thầy xem nào. No, number two. Viết lại thành gì? I am not happy. I am. Ở đây thầy cho con là happy hả? Ten. Thầy con nhìn lộn trên number one đó thầy. Được chưa? I am not ten. Number three. Thầy ơi, màn hình nó màu trắng. Thầy ơi, màn hình nó trắng thầy. Thấy chưa? Okay. Được rồi. Now, number three. You are not sad. Nếu con viết như này con phải đọc là gì? Yeah. You are. Yeah. Nhưng mà you người ta sẽ viết là you aren't sad. Không
Không ai biết you are not, được chưa? Nào, trường hợp này thì chúng ta sẽ phải biết động từ to be đi với not, được chưa? Chứ không biết to be đi với chủ ngữ nữa. Ngồi thẳng lên. Tắt cái này nào đi. Thầy thấy chưa thầy? Con ngồi thẳng và tắt cho thầy cái này này đi. Background không thầy? Đúng rồi, tắt nó đi. Câu cuối cùng là number 4. I am silly. Con viết như này mà con đọc như thế hả? Thầy con nhớ con ghi hai chữ L lộn mà sao con thấy có một chữ L hả? Rồi. Thế thầy con viết như này mà con đọc như thế nào hả? Thầy hướng dẫn con đọc rồi. Silly. Từ silly. Này cơ mà. I am silly. Thầy dạy con đọc từ này là I am à hả? I'm silly. Có từ mới nào không? Silly là gì nhỉ? Là silly. Ghi vào vở. Điên khùng. Silly. Điên khùng. Ghi vào vở nhanh. Ok, top 10. Ghi xong chưa? Được rồi thầy. Ok. Ở nhà chúng ta sẽ buổi sau chúng ta sẽ học tiếp, được chưa? Yeah. Buổi sau thứ nhất lên đúng giờ nhá. Yeah. Nhớ chưa? Một lần nữa mà như hôm nay. Lỡ máy tính nó bị lỗi thì sao thầy? Nó lỗi hay là do con nghịch thầy không biết nhá. Sau 5 phút mà không lên học nha, là buổi hôm đó nghỉ không phép. Rõ chưa? Dạ. Nha, đừng để thầy nói nhiều. Rõ chưa? Lát nữa thầy gửi kiến thức cho mẹ thì ghi lại đầy đủ rõ ràng nha. Dạ. Nhớ những việc cần làm chưa? Nhớ rồi. Ghi cho nó đẹp vào nha. Goodbye. Goodbye, teacher. See you again.